Sáng nay tại thao trường Albino, ngoại ô thủ đô Moscow, Liên bang Nga, cuộc thi bếp dã chiến trong khuôn khổ Army Games 2020 chính thức khai mạc. Sự kiện này diễn ra chỉ một ngày trước lễ khai mạc Army Games 2020 được tổ chức tại công viên Patriot. Lần thứ ba tham dự cuộc thi, năm nay đội tuyển bếp dã chiến Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tham gia tranh tài với các đội tuyển đến từ Belarus, Armenia, Abkhazia, Uzbekistan và nước chủ nhà Nga. Cuộc thi bếp dã chiến đòi hỏi các vận động viên vừa phải có kỹ năng bắn súng tốt, vừa có tài chế biến món ăn và am hiểu về ẩm thực châu Âu, với độ khó tăng dần lên qua mỗi kỳ hội thao. Tại nội dung thi bếp dã chiến năm nay, các đội tuyển sẽ tranh tài bắn súng AK-74, nấu ăn và nướng bánh. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các quy chế, thể lệ thi đấu và tất cả các văn bản có liên quan. Cái nội dung thứ hai là trên cơ sở đó thì chúng tôi lựa chọn tham mưu cho thủ trưởng các cấp lựa chọn cái đội tuyển chúng tôi thì làm sao vừa phải có sức khỏe, vừa phải có bản lĩnh đấy và phải có trình độ kỹ thuật chế biến nấu ăn tốt. Và cái nội dung thứ ba nữa là chúng tôi đã tổ chức chuẩn bị huấn luyện làm sao sát thực tế thi đấu ở bên Nga. Tôi nói ví dụ như ở các giai đoạn 1 và giai đoạn 2 và giai đoạn 3, từ huấn luyện bắn súng cho đến nấu ăn theo cái thực đơn tự chọn và theo cái thực đơn bắt buộc. Và cái nội dung thứ tư nữa là chúng tôi động viên anh em là khắc phục khó khăn và quyết tâm là năm nay giành kết quả cao nhất. Năm nay, do tác động của dịch COVID-19 nên số lượng đội tham dự ít hơn so với các năm trước. Ban tổ chức cuộc thi quyết định không tổ chức bốc thăm chia nhóm như mọi năm, thay vào đó là bốc thăm chia ô thi thực hành. Theo đó, đội tuyển bếp dã chiến của Việt Nam sẽ thi đấu ở ô số 5. Năm nay, các đội tuyển cũng sẽ tham dự cả vòng loại, vòng bán kết và chung kết của cuộc thi. Ban giám khảo sẽ trao giải nhất, nhì, ba tặng các đội có số điểm cao nhất sau 3 vòng thi. Nếu bắn súng được xem là thế mạnh của các vận động viên Việt Nam, thì nội dung nấu ăn được xem là khó. Cuộc thi bếp dã chiến cũng đòi hỏi rất cao về yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong khuôn khổ cuộc thi bếp dã chiến năm nay, thì các đội tuyển cũng sẽ tham gia tranh tài thêm cuộc thi Siêu Bếp sẽ diễn ra vào lễ khai mạc và bế mạc của Army Games. Cuộc thi bên lề này thì rất được trông đợi là cơ hội để các đội tuyển nói chung và đội tuyển bếp dã chiến Việt Nam giới thiệu đến bạn bè quốc tế tinh hoa ẩm thực văn hóa dân tộc Việt. Kíp phóng viên Lê Chuẩn, Tạ Quang, Văn Khải đưa tin từ Moscow, Liên bang Nga.